好，那chúng ta đi sang một con số 6 nha. Ok, nay thầy đẹp trai quá. Mà, thầy có thấy, thầy, ok, rồi, chào hoa rụng cỏ dại nha. Ok, ni hao, ni hao. Rồi, ok, chúng ta đi sang một con số 6, đấy là A, hay sư, B. A, hay sư, B. Vậy các bạn có biết từ hay sư là gì không? Nhanh tay, comment nhanh tay cho thầy là từ hay sư là gì nào. Ok, hao. Rồi, hoa rụng cỏ dại, em, mình có thể gì? Nhấn vào cái phần mô tả phía dưới nhá, phía dưới sẽ có cái phần Zalo và sẽ có cái phần tài liệu của ngày hôm nay. Nếu như ai đã bỏ lỡ cái phần ngày hôm nay thì các bạn vào cái phần Zalo đấy sẽ được nhận rất rất nhiều các cái tài liệu của ngày hôm nay, hảo bao hảo. Rồi, hay là chính xác. Rồi bạn Huyền, lão sư họ, nhỉ họ, nhỉ họ. Rồi, ok. Nào các bạn hãy nhanh tay comment cho thầy xem là hái sự là gì nào. Hay là chính xác. Rồi, ok. Hay là Huyền Trang chính xác rồi nè, Xiao Trang hay là chính xác. Bạn chị Phương hay là ok. Ok, trong này có một bạn nhấn là hoặc là ok. Vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? Có cái từ hay là và từ hoặc là nó khác nhau ở đâu đây rồi? Ok, hảo. Bạn Hoài hay là chính xác. Bạn Thúy hay là ok. Cái này hay là cái kia rồi, chính xác. Xiao Yu đồng chí hay là rồi, ok, hảo. Đây cơ bản thì các bạn đã comment đúng cái đáp án của cái từ khái sự rồi. Vậy các bạn chú ý cho thầy. A hay sự B. A hay là B. Và nhớ từ khái sự này sẽ được dùng trong câu hỏi để hỏi về ý kiến giữa A hay là B. Đúng không? Ở trên hình này chúng ta sẽ có hai loại đồ uống. Đầu tiên là cà phê và thứ hai là trà sữa. Đúng không? Vậy thì các bạn thích uống cái loại đồ uống nào? Vậy các bạn hãy comment cho thầy ở cái mẫu câu sau. Bạn thích uống cà phê hay là trà sữa? Ok, hảo. Rồi, chính xác. Các bạn đều comment rất chính xác về cái từ hay là rồi. Nhưng bây giờ thầy muốn các bạn gì? Comment cho thầy cái đáp án của cái mẫu câu. Bạn thích uống cà phê hay là trà sữa nào? Ok, rồi. Nhanh tay dịch cho thầy câu này nào. Để xem các bạn có áp dụng đúng cái mẫu câu ở trên không. À, và thầy gợi ý một chút cho các bạn. Đấy là gì? À, cà phê là cà phê. Và gì? Trà sữa là nải trà, hảo bố hảo. Rồi, ok. Ok, hảo. Rồi, mải mắng của hải sư, sư tử. Mua, mua, mua gì nhỉ? Mua xoài hay là sư tử à? Ok, hảo. Nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Bạn muốn uống cà phê hay là trà sữa? Ok, rồi. Nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Chính xác. Nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Rồi, phê chẳng hảo. Nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Bạn chị Phúc chính xác rồi nè. À, An Trư, chị Chi chính xác. Nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Anh Dương, nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà nè. Rồi, chính xác, phê chẳng hảo. Rồi, nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà nè. Chính xác bạn Khánh đúng rồi nè. Rồi, nhi xì hoan hứa cà phê hải sư nải trà. Rồi, chị Hà chính xác rồi. Bạn Thúy, nǐ xǐ huān hě kài fěi hái shì nái chá? Chính xác, phê chẳng hảo. Rồi, Xiao Phương, nǐ xǐ huān hě kài fěi hái shì niú nái? À, mình có từ niú nái trong này là gì nhỉ? Niú nái là sữa bò. À, trong này thầy cần từ nái chá. Ok, sửa lại cho thầy một xíu nha. Hảo. A Xiang, nǐ xǐ huān hě kài fěi hái shì nái chá? Muốn uống cà phê hay là trà sữa? Chính xác. Hồng Yu Jie, chị nào, nǐ xǐ huān hě kài fěi hái shì nái chá? Rồi. Chính xác bạn Hoài. Ừ, đáp án của bạn Hoài cũng chính xác rồi nè. Nhi xì hoàng hơ cà phê hay sư nải trà? Đương nhiên sư nải trà đó. Ok, của bạn Mi chính xác rồi. Bạn Nguyệt, nhi xì hoàng cà phê hay sư nải trà? À đúng rồi, các bạn chú ý cho thầy một chút ở đây là gì? Mình có chữ uống, đúng không? Vậy thì mình thêm động từ uống vào cho thầy nha. Rồi, bạn Hồng đang thiếu. À, đúng rồi, chính xác, bạn Hồng làm đúng rồi nè. Nhi xì hoàng hơ cà phê hay sư nải trà? Bạn thích uống cà phê hay là trà sữa? Rồi, ok, bạn Hà, ní xiang hứa cà phê hay sư nải trà? Ở trong này mình có từ thích thì chúng ta sẽ không dùng từ xiang nha, mà chúng ta sẽ dùng từ ý xỉ hoàn. Chính xác rồi, của bạn Thư chính xác rồi này. Ní xỉ hoàn hứa cà phê hay sư nải trà? Phê chẳng hảo. Rồi, bạn Ngài Lê, ní xỉ hoàn hứa cà phê hay sư nải trà?
Rồi, về cơ bản cái mẫu câu này các bạn đều làm rất là chính xác với những nhà phiên dịch. Diễm Trinh em muốn nhận tài liệu. Những bạn nào vừa mới vào đúng không? Đang bỏ lỡ cái phần tài liệu ở phía trước mà lúc nãy thầy vừa giảng xong thì các bạn hãy gì? Hãy comment, hãy ấn vào cái link Zalo ở phía dưới nha. Ok rồi, những ai vừa mới vào thì các bạn hãy gì? Ấn số 1 để chào thầy để chúng ta sẽ gì? Không bỏ sót cái phần tài liệu ngày hôm nay. Ok,好. 你喜欢喝咖啡还是奶茶? Rồi, chính xác. Các bạn đều làm rất là chính xác về cái mẫu câu A hay là B. Bằng cái ví dụ, bạn thích uống cà phê hay là trà sữa? Ok, phải chẳng hảo. 你喜欢喝咖啡还是奶茶? Nhớ nhá, nó là cà phê. Rất là nhiều bạn đọc thành gì? Cà phê. Ok, nhớ không đọc bằng tiếng Việt nha. Ok, một rồi. Những bạn nào nhớ là muốn nhận tài liệu thì ấn vào số 1 để tránh bỏ sót cái tài liệu quan trọng của ngày hôm nay, hảo hảo. Rồi, ok, hảo. 你喜欢喝咖啡还是奶茶? Các bạn ơi, các bạn hãy chia sẻ nào, hãy mời bạn bè của mình vào cùng xem với lão sư nào, cùng truyền đạt cái kiến thức của ngày hôm nay, đúng không? Hảo hảo. Ok, rồi. Runa Nguyễn, Runa chú ý cho thầy một xíu nhé. 你喜欢喝咖啡? Trong này em đang dùng từ hứa mất rồi. Mình sửa lại một chút nhé. Là hứa. Ok. Rồi, chính xác. Và nhớ một xíu cho thầy nữa. Đấy là gì? Các bạn đừng dùng dấu cách khi đánh tiếng Trung nha. Bởi vì khi các bạn gõ chữ Hán ấy, thì các bạn không dùng dấu cách đâu. Hảo bất hảo. Rồi, ok. Hảo. Rồi. Đấy. Vậy các bạn chú ý cho thầy mẫu câu số 6. Đấy là A hay là B? A hay là B? Ok, phải chẳng hảo. Rồi, với mẫu câu này thì thầy thấy là các bạn đều dịch rất là chính xác về cái mẫu câu này. Rồi, chúng ta sẽ đi sang mẫu câu số 7. Hảo bác hảo. Rồi, sang mẫu câu số 7 là một mẫu câu rất rất là hay và dùng rất rất là nhiều trong khẩu ngữ. Đây là khoai yào cộng với động từ cộng với lơ. Khoai yào cộng với động từ cộng với lơ. Vậy thì các bạn hãy comment cho thầy biết với mẫu câu này sẽ biểu thị cái gì nha. Khoai yao cộng với động từ cộng với lơ thì chúng ta đang biểu thị cái gì đây? Chúng ta đang biểu thị cái gì đây nha. Ok rồi các bạn hãy comment nhanh nhanh cho thầy cái phần đáp án cấu trúc khoai yao cộng với động từ cộng với lơ nó có nghĩa là gì nha. Hảo rồi. Những bạn vừa mới vào nhá, các bạn vừa mới vào thì các bạn hãy comment số 1 và các bạn ấn vào cái link phía dưới để nhận cái tài liệu của ngày hôm nay, hảo bố hảo. Và các bạn gì? Các bạn hãy share cái livestream này cho lão sư cũng như là mời tất cả những cái bạn mà đang học tiếng Trung này và các bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung thì các bạn vào đây để xem cái livestream hôm nay. Bạn Trang đấy là biểu thị hành động sắp xảy ra ạ. Chính xác, phải chào hảo. Đúng rồi. Bạn Trang trả lời đúng rồi nha. Ok, nhưng mà khác hãy nhanh tay comment cho thầy mà. Ok, bạn Ngọc sắp chấm 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 rồi, chính xác đúng không? Ok, hảo, phải chẳng hảo. Rồi, các bạn hãy comment cho thầy xem là cấu trúc khoai yao cộng với động từ cộng với lơ có nghĩa là gì để chúng ta hiểu rõ hơn cái ý nghĩa của cái câu này, hảo bất hảo. Rồi, ok, chính xác. Bạn Mai, bạn Trang làm chính xác rồi này. Bạn Asian sắp bala bala rồi đúng không? Chính xác. Rồi, vậy thì mình sẽ có cấu trúc đây là khoai yao cộng với động từ cộng với lơ biểu thị là gì? Sắp gì đấy trong tương lai, sắp làm gì đấy trong tương lai. Ok rồi, vậy thì để áp dụng được cái mẫu câu này thì các bạn hãy dịch cho thầy mẫu câu phía dưới: mùa đông sắp đến rồi. Ok, mùa đông sắp đến rồi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kiến thức hay, thì nên là các bạn hãy gì, hãy share cái livestream này cho lão sư nha. Ok, hãy động viên thầy bằng cách là gì, mời bạn bè của mình vào xem đúng không? Như thế càng nhiều người thì chúng ta cùng gì, cùng được chia sẻ thật là nhiều kiến thức, hảo và hảo. Rồi, đây các bạn hãy dịch cho thầy: mùa đông sắp đến rồi, tiếng Trung sẽ nói như thế nào là các bạn ơi, với những chàng trai cô gái của thầy ơi, các bạn hãy dịch cho thầy câu này nào. Ok bạn Hải, Tung thiên khoai yao tao là. Ok, phải chẳng hảo, Tung thiên lại là. Ok, Linh ơi, Linh chú ý cho thầy một chút nhé. Mình đang sử dụng để cấu trúc đây là khoai yao cộng với động từ cộng với lơ nhé. Ok, rồi các bạn hãy sử dụng cho thầy cấu trúc này: khoai yao cộng với động từ cộng với lơ biểu thị sự việc là gì? Sắp xảy ra trong tương lai. Ở trong này có là gì? Mùa đông sắp đến rồi. Tức là mùa đông gì?
sắp xảy ra rồi, đúng không? Ok, rồi bạn Asian, tung thiên khoai yao tao là chính xác, phải sáng hỏ. Rồi, chị Phương, tung thiên khoai yao lái là chính xác. Tung thiên khoai yao tao là ok, rồi. Bạn Phương, tung thiên khoai yao tao là rồi, chính xác, phải sáng hỏ. À, bạn Ngọc, chị Ngọc, tung thiên khoai yao tung thiên là nếu mà mình dùng cái từ gì? Khoai yao tung thiên là mình đang thiếu mất cái động từ ở đây rồi, sửa lại cho lão sư nha. Ok bạn Thúy nào. Tung thiên khoai yao tao là chính xác, phải sáng hỏ. Rồi chị Hà, tung thiên khoai yao tao là chính xác, phải sáng hỏ. Chị Phúc nè, tung thiên khoai yao lại là ok. Hảo, rồi chị Trang, tung thiên khoai yao tao là ok, chính xác, phải sáng hỏ. Tung thiên khoai yao tao là rồi bạn Trinh cũng làm chính xác rồi nè. Bạn Ngọc, tung thiên khoai yao tao là chính xác, phải sáng hỏ. Rồi bạn Khánh, tung thiên khoai yao lại là ok, chính xác, phải sáng hỏ. Rồi bạn Mi, tung thiên khoai yao tao là chính xác, phải sáng hỏ. Ok rồi, các bạn đều áp dụng cái mẫu câu này rất là chính xác, đây là khoai yao cộng với động từ cộng với lơ. Ok, vậy thì mùa đông sắp đến rồi, mình có mùa đông là gì? Mùa đông là tung thiên đúng không? Sắp bla bla rồi thì là khoai yao cộng với lơ đúng không? Vậy thì mình có thêm một động từ đấy là động từ gì? Đến đúng không? Vậy thì mình sẽ sử dụng là tung thiên khoai yao tao là phải chẳng hảo. Rồi bạn Luân Nguyễn làm chính xác rồi nè, hảo phải chẳng hảo. Rồi Rina Nguyễn chính xác, tung thiên khoai yao tao là rồi chính xác. Bạn Nguyệt, tung thiên khoai yao tao là ok, các bạn đều làm được cái mẫu câu này rất là chính xác rồi đúng không? Thế để mà nhuần nhuyễn hơn cả một chút nữa nhá, nhuần nhuyễn hơn một xíu nữa thì dịch cho thầy có mẫu câu số 2 này, làm cho thầy luôn mẫu câu số 2. Và mẫu câu này sẽ dành cho những bạn gì chuẩn bị kết hôn. Ok, hảo. Rồi tôi sắp kết hôn rồi đấy, vậy cái câu này nó sẽ làm như thế nào nào? Ok, hảo. Những bạn vừa mới vào thì các bạn hãy gì, hãy comment số 1 nha, hãy comment số 1 để gì không bỏ lỡ cái phần quà cũng như là cái ưu đãi của ngày hôm nay, hảo bất hảo. Rồi những bạn nào đang sẽ theo dõi livestream của lão sư thì hãy chia sẻ cái livestream này cho lão sư nha. Xì xì. Ok rồi, hãy dịch cho thầy câu tôi sắp kết hôn rồi tiếng Trung sẽ nói như thế nào nào. Tôi sắp kết hôn rồi tiếng Trung sẽ nói như thế nào nào. Hảo, dịch nào. Ok, 我快要结婚了. Ok, bạn Hải làm chính xác rồi. 我快要结婚了, chính xác, phải chào hảo. Rồi, Asian, 我快要结婚了. Ok, chính xác, phải chào hảo. 我快要结婚了. Rồi, bạn Ngọc chính xác rồi này. Phương, 我快要结婚了. Ok, cái mẫu câu này cũng nó rất là gì? Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần khoai yao cộng với động từ cộng với lơ. Ok, và trong này mình sẽ có gì? Động từ ở đây là kết hôn, đúng không? Kết hôn sẽ là chia hôn, đúng không? Chia hôn. Vậy thì tôi sắp kết hôn rồi thì tiếng Trung sẽ là 我快要结婚了. Phải chẳng hảo. Rồi, chính xác. Bạn Duy làm đúng rồi nha. Rồi, bạn Trang, 我快要结婚了. Phải chẳng hảo. Rina Nguyễn, 我快要结婚了. Chú một xíu lại, không cần đổi cách thì đánh tiếng Trung nha. Rồi, vậy thì các bạn hãy chú ý cho thầy cái mẫu câu mà sẽ sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Đấy là khoai yao cộng với động từ cộng với lơ. Wo khoai yao jie huan le, wo kai wan xiao a, yi ge xi huan de ren de mei you. Ok, vậy thì chúng ta gì? Mùa đông sắp đến rồi, nhanh chóng gì? Chào nữ bạn hữu, chào nam bạn hữu. Tìm bạn trai bạn gái để chúng ta gì? Jie huan, đúng không? Ok, hảo, bạn Duyên chính xác, phi thường hảo. Wo khoai yao jie huan le. Đấy, các bạn đã áp dụng được cái mẫu câu này với hai cái ví dụ rồi, quá là rất là chính xác rồi đúng không? Rồi ok, rồi chúng ta sang mẫu câu số 8 nha. Ok, những bạn nào vừa vào mà đang bỏ lỡ những cái mẫu câu rất hay ở phía trước thì chúng ta hãy comment số 1 và hãy ấn vào cái link Zalo phía dưới để chúng ta có thể gì nhận được nhiều cái tài liệu cũng như là ưu đãi, hảo bất hảo. Rồi 我快要结婚了, phải chẳng hảo, chính xác, 我快要结婚了. Mẫu câu số 8 là một mẫu câu cũng sẽ dùng rất là nhiều trong tiếng Trung và các bạn sẽ nghe rất rất là nhiều khi người Trung Quốc nói chuyện. Đấy là cấu trúc yue lái yue cộng với tính từ hoặc là động từ chỉ tâm lý. Ok, mà các bạn chú ý cho thầy ở trong này có từ yue đúng không?
rất là nhiều các bạn đang đọc từ Duệ đấy, thì phát hiện ra là rất là nhiều bạn mặc dù đã ở trình độ H4, H4, H5, H6 nhưng phát âm của các bạn đều Duệ, Duệ không chính xác đâu nha, âm này là âm Y, Duệ đây bà. Ừ. Nếu như ai đang mắc phải cái lỗi này thì nhanh tay comment cái nhập môn để tham gia cái những cái khóa học về phát âm nhập môn. Những cái khóa học nhập môn bên trung tâm và sẽ được sửa 100% và các bạn sẽ nói tiếng Trung như người Bắc Kinh luôn, như người bản xứ luôn. Ok, hảo. Vậy thì các bạn chú ý cho thầy cái yue là yue cộng với tính từ cộng với động từ tâm lý. Các bạn dịch cho thầy một mẫu câu này nha. Thời tiết càng ngày càng lạnh thì chúng sẽ nói như thế nào nha. Các bạn nhanh tay comment cái nhanh tay comment cái đáp án của mẫu câu này, hảo bất hảo. Rồi, ok, nhập môn. Ok, các bạn nếu như các bạn đang quan tâm đến khóa học nào của bên Alpha thì các bạn hãy comment phía dưới và các bạn sẽ được các bạn tư vấn viên tư vấn cho mình nha. Và đặc biệt là hôm nay sẽ có rất rất là nhiều ưu đãi luôn. Và ngoài ra thì nếu như các bạn muốn được thầy Hùng truyền rất là nhiều năng lượng, nhiều kiến thức hay cũng như là văn hóa tiếng Trung thì các bạn hãy đăng ký ngay những cái khóa học phía dưới. Ok, hảo, rồi. Bạn My, jin tian tian qi yue lai yue long, dui feichang hao, an zhi jie, tian qi yue lai yue long. Ok, rồi bạn Hải, tian qi yue lai yue long. Em đang học khóa nhập môn bên thầy, hôm nào cũng hóng thầy lên. Ok, rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục lập với vào buổi tới nha. Ok, hảo. Thiên chi yue lai yue lỏng, chính xác. Bạn Nguyễn, chính xác, đúng rồi nè. Bạn Linh, em quan tâm. Ok, em quan tâm thì em ghi cho thầy là nhập môn nha. Ok, hảo. Rồi, em chỉ cần ấn nhập môn là bên trung tâm sẽ có người tư vấn cho các bạn về các khóa học bên trung tâm nhá, hảo bất hảo. Rồi, bạn Hồng, thiên chi yue lai yue lỏng, chính xác, phi thường hảo. Rồi, bạn Phương, thiên chi yue lai yue lỏng. Em chuyển khoản rồi mong nhận được giáo trình sớm. Đúng rồi, bên giáo trình bên trung tâm rất là xịn sò đúng không? Ok, nếu như các bạn đăng ký khóa học bên trung tâm sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi trong ngày hôm nay. Ok, hảo, phi thường hảo, chính xác rồi. Thời tiết càng ngày càng lạnh thì chúng ta sẽ là thiên chi yue lai yue lỏng đúng không? Mình có thời tiết hay là thiên chi. Ok, rồi, yue lai yue lỏng là càng ngày càng lạnh đúng không? Mình có trong trường hợp sau yue lai yue mình có tính từ lỏng. Ok, phải chẳng hảo. Rồi, ok, Xiao Trang, bạn Trang làm chính xác rồi nè, chính xác. Rồi, bạn Hoài cũng làm chính xác rồi. Anh, ok, hảo. Rồi, bạn Nguyệt, yue lai yue lỏng, phải chẳng hảo. Rồi, hôm nay toàn là thần đồng tiếng Trung thôi. Ok, hảo. Rồi, bạn Duyên cũng rất là chính xác rồi. Lan Anh, thiên chi yue lai yue lỏng, phi thường hảo. Rồi, vậy các bạn chú ý cho thầy nhá. Mẫu câu yue lai yue cộng với tính từ, cộng với động từ tâm lý. Đấy là càng ngày càng như thế nào đấy. Hảo bữa hảo. Rồi, ok, hảo. Rồi, việc thầy thấy là các đáp án của các bạn rất là chính xác rồi. Ok, à, Z, ok, nhưng mà họ, nhưng mà họ. Ok, chắc là sẽ còn một vài phút nữa là lão sư sẽ dừng livestream ở đây. Thế nên, những bạn nào đang quan tâm đến cái khóa học nào ở bên trung tâm thì các bạn hãy nhanh tay comment bởi vì, sao? Vì hôm nay những cái ưu đãi rất là đặc biệt ngày hôm nay, ưu đãi rất là đặc biệt ngày hôm nay thì chỉ có trong cái livestream ngày hôm nay thôi, kết thúc livestream là sẽ hết ưu đãi nha. Thế nên đấy, các bạn hãy comment những cái phần những cái mà mình muốn quan tâm, những cái khóa mà mình đang quan tâm bên trung tâm nha. Ok, rồi. Và với cái những cái mẫu câu mà lão sư dạy chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì mọi người cảm thấy là có hữu ích không? Và các bạn có muốn là lão sư sẽ xuất hiện thêm một vài các những cái livestream về sau không? Thì các bạn hãy comment ở phía dưới, hảo bất hảo. Rồi, chúng ta sẽ comment ở phía dưới với cái buổi học ngày hôm nay các bạn có tiếp thu được nhiều không nè? Các bạn có thể sử dụng được nhiều với những cái mẫu câu mà lão sư vừa dạy không? Và ngoài ra thì sẽ có một vài mẫu câu nữa sẽ được nằm trong cái nằm trong cái PPT này và PPT này thầy sẽ gửi cho các bạn vào trong cái nhóm Zalo mà thầy đang ghi ở phía dưới. Thế nên là các bạn hãy comment ở phía dưới là nhận tài liệu
OK，我很要 OK 啊，quan tâm khóa học từ đầu đến hết K6 OK. Những bạn nào đang quan tâm, hôm nay thầy dạy hay lắm ạ, hiểu hết bài thầy giáo ơi. OK，谢谢，OK，谢谢，我很喜欢啊，cảm ơn bạn Yến, cảm ơn bạn Trang. Thầy cũng rất là cảm ơn các bạn khi các bạn hôm nay đã vào rất là đông này, các bạn đã share live stream cho lão sư cũng như là tương tác rất là nhiều với lão sư. Lão sư cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chính vì vậy là hy vọng là lão sư sẽ được làm rất là nhiều các cái buổi live stream khác để có thể chia sẻ nhiều kiến thức hơn, chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm của lão sư đến các bạn để các bạn có thể học tiếng Trung một cách tốt hơn. OK. Và những bạn nào đang muốn nhận tài liệu cũng như đang quan tâm đến cái khóa nào của lão sư thì các bạn chỉ cần nhanh tay ấn phía dưới. Và các bạn nhớ nha, nhanh tay ấn phía dưới. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều ưu đãi cho các bạn mà không phải livestream nào cũng có đâu. Bởi vì hôm nay là Trang lão sư非常帅，对吧？Hôm nay có một Trang lão sư rất là帅 lên给你们讲课，好不好？OK rồi. Cảm ơn bạn Duyên rất là nhiều. Hảo đơ rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn rất là nhiều. OK,非常好. Phải chẳng cảm xe nì mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong thầy sẽ xuất hiện nhiều hơn. OK, thầy sẽ cố gắng xuất hiện thật nhiều và chia sẻ thật nhiều kiến thức cũng như rất là nhiều cái kinh nghiệm nhận tài liệu. Đúng rồi, OK. Những bạn nào đang quan tâm đến tài liệu ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều cái phần kiến thức mà các bạn sẽ cần đến để học. Cũng như là ngoài cái tài liệu PPT này ra thì thầy còn chia sẻ rất là nhiều những cái tài liệu khác liên quan đến HSK hay là liên quan đến giao tiếp, liên quan đến rất là nhiều từ vựng mà các bạn có thể nhận được không qua cái Zalo mà thầy đã gắn ở phía dưới nha. Khóa học on hôm trước thầy hỏi nay có ưu đãi gì không thầy giáo ơi? Thầy chị chỉ cần nhấn cái khóa học mình đang cần quan tâm thì bên trung tâm sẽ gửi cho thầy cái gửi cho chị cái lộ trình mà chị đang muốn học và sẽ có rất là nhiều ưu đãi. Hôm nay sẽ có rất là nhiều ưu đãi nha, kể cả tất cả các khóa từ khóa nhập môn cho đến cơ sở 1, cơ sở 2 và kể cả HDK4. Đặc biệt hơn là hôm nay nếu như bạn nào mà đăng ký khóa nhập môn nhá, sửa phát âm bên trung tâm của bên Alpha thì các bạn sẽ được nhận ngay một cái bộ tài liệu rất là xinh xắn xịn sò về đến tận nhà của các bạn luôn. OK, nhận tài liệu OK, phải chẳng khó, phải chẳng cảm xe nhỉ mềm. OK, khó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì livestream của lão sư ngày hôm nay xin phép được dừng ở đây. Và hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ những cái livestream tiếp theo. À, còn một cái nữa. Nếu như các bạn đang quan tâm đến những cái động từ làm sao để làm cho mình tàu hơn, làm sao mình bản xứ hơn, thì hãy nhấn ngay theo dõi Tết của tiếng Trung Alpha. Vào thứ ba tuần sau sẽ có một cô gái, cô giáo rất là xinh đẹp, đây là cô An Lão Sư. OK, cô An Lão Sư tuần sau sẽ livestream một cái chủ đề rất là hot. Thế nên các bạn đừng nhớ là like, share và nhớ đừng bỏ lỡ vào livestream tuần sau, hảo bất hảo? OK, phải chẳng cảm xe nì mân. OK, phải chẳng cảm xe. Zài jiàn, hảo, zài jiàn, bye bye. Xì xì, cảm xe. Thank you.